Là hai hoa dâm bụt. Hai hoa dâm bụt đẹp hơn. Hai hoa dâm bụt cho nó. Hoa dâm bụt nhá. Cho nó cầm nhá. Ăn để cho ăn đi. Xem nó ăn hoa. Ăn này ăn được á? À? Ăn bột ăn được á? À? Ngon nhỉ? Ăn cả hoa. Mẹ con mình đi thôi. Rồi đó. Đứt à? Hoa. Mình đâu nha. Mình đang đồng nữa này. Cái mà mình ngoan ngoan ngoan. Này. Nộn nộn nữa. Ở đây. Nè, dầm nằm xuống. Ngậm được cả luôn cả nắm luôn nhanh. Vặn cả nắm. Vặn cả nắm rau khỉ nó mới ăn. Đứng thách thế. Đáng yêu thế nhở? Đáng yêu thế nhở? Đáng yêu thế nhở? Em bé đáng yêu thế nhở? Tôm đáng yêu phớt đấy. Đáng yêu mà. Ôi ngọt quá. Mẹ lấy cho em mấy dòng miếng nhá. Ngon không? Hai anh em ăn ngon rồi không? Rồi hả con? Này, con đi các bạn. Mồm du đâu mẹ chân à? Tôm ơi, tôm ăn ngon thế. Tôm ăn rau ngon đấy. Tôm ơi. Ăn thằng không nuốt nổi hả? Hết lượng được. Có tí vitamin C. Ở đấy ăn luôn. Tôm ăn ngon đấy tôm. Mặc bộ này đáng yêu nhỉ. Trồn quá mãi không nuốt được cái con. Quên không mang cơm nữa ra. Phải Ninh cái xương chân giò sẵn đi nó ăn. Ừ. Hôm nay quên không mua ấy rồi. Cái gì? Mua. Ninh sẵn xương đi xong rồi cho bí vào là xong rồi. Hôm nay qua quên không mua bí, à sáng nay quên không mua bí. Thì vào số 8 đón cuốn và cho bí nhanh không nhiều. Chỉ có cái xương là phải ninh trước.